tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ bí mật ẩn sau bộ váy dạ hội của Á hậu Ngọc Thảo tại đêm chung kết Miss Grand 2020. Tâm sự của Ngọc Thảo đã khiến nhà thiết kế tạo nên bộ váy dạ hội giúp nàng Á hậu tỏa sáng trong đêm chung kết Miss Grand 2020. Tối ngày 27 tháng 3, Ngọc Thảo dừng chân tại top 20 đêm chung kết Miss Grand International. Bộ trang phục cao cấp này được tạo ra bởi Linh Sang, nhà thiết kế gắn liền với những bộ váy của Hoa hậu. Chia sẻ với chúng tôi, Kiệt Cao, stylist gắn bó với Á hậu Ngọc Thảo tại đấu trường nhan sắc quốc tế cho biết, chiếc váy này giúp khoe được lợi thế hình thể của Thảo là đôi chân dài. Phần tà dài xòe giúp cô nổi bật hơn. Đây là chiếc váy được đính kết theo cách phối loang màu. Màu chủ đạo chính là bạc, vàng, vàng đậm, nâu và đen. Thảo từng thổ lộ với tôi rằng cô xuất thân từ nhà nông. Sự nhọc nhằn của gia đình là điểm tựa lớn nhất cho Thảo. Từ đó, ý tưởng đã đến với tôi. Thiết kế dựa trên hình ảnh nước Việt Nam luôn mộc mạc và giản dị. Những cánh đồng lúa bát ngát, thửa ruộng bạt ngàn vàng ươm từ lâu đã in sâu vào tâm trí của mọi người, nhà thiết kế Linh Sang tiết lộ. Chiếc váy được nhận xét phù hợp với nàng Á hậu. Màu đen, nâu chính là đất, kết hợp đan xen với sắc vàng đậm nhạt của lúa. Cuối cùng, sắc trắng, vàng ánh thể hiện cho hình ảnh những tia nắng đang len lỏi trên từng thửa lúa. Lâu nay, tông màu vàng rực rỡ vốn được nhiều nhà thiết kế trên khắp thế giới yêu thích bởi nó giúp người diện thể hiện sự lộng lẫy kiêu sa. Đồng thời nó cũng gợi nên khoảnh khắc hoàng kim, thăng hoa của nhan sắc. Trước đó, Ngọc Thảo cùng ekip cũng chọn trang phục dân tộc mang tên Lá Ngọc Cành Vàng, được làm bởi nhà thiết kế Tín Thái. Theo thông tin cập nhật từ trang cá nhân của cuộc thi, bộ đồ sắc vàng lấp lánh đã giúp Ngọc Thảo lọt top 6 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất. Trong đó, 3 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn và số còn lại là nhờ lượt vote của khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.